là môn sinh võ có truyền dân tộc, kinh tố ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Là môn sinh võ cổ truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam. Nhưng thế quyền võ cổ truyền Việt Nam.